sự buồn và tổn thất chết chóc. Đó là vì chúng ta đang ở vào thời đại tận thế, mà những người bình thường, những đứa con của ông trời thì hiểu tận thế, còn những đứa con của mấy nhà bác học hay là đa Vinh rồi đó, là con của khỉ thì họ học giỏi quá, họ không có tin tận thế, họ cứ tới đâu họ tính tới đó. Nhưng mà hiện giờ chưa bị nói cho Thụ biết, cho Kiệt biết là ngoài để trái đất mình nó đang ngũ hành đang lộn xộn, âm dương đang đảo lộn, thì mình thấy là âm dương đang đảo lộn ở ngoài không gian á, ở trong cái vô vi á, là cũng thiện thần và ác thần cũng đang chiến đấu kịch liệt mỗi ngày. Chảnh Atula thiên ma nó cũng kéo vươn lên, thiên đình nó tấn công, thì bên kia với bên này cũng là một. Còn mình đang ở cái thời đại này thì mình đang nói chuyện này đi. Ở Mỹ này mình cũng đang thấy là âm dương cũng đang đảo lộn đó. Cái gì giả dối thì nó hay thắng, nhưng mà thắng dục đốc bất đạt. Mình nhìn thấy Biden đó không, 2 năm trước oai hùng lắm, rồi đột kích vô nhà của ông Trump Malago rồi không, hôm nay tự nhiên cái đóng cũng y chang, mấy hồ sơ mật cũng lòi ra. Nếu mà cái người mà vô minh mà gọi là, xin lỗi không thích dùng cái danh từ này nhưng mà cũng phải dùng, cái người mà ngu nhất á, ngu nhất cũng biết là nghiệp, dây 1 đồng thì phải trả lại 1000. Mới không bao lâu mấy tháng trước đột kích vô nhà ông Trump, tự nhiên bữa nay không cần ai đột kích thì cũng lòi ra 2 vụ về cái laptop có 200-300 bạc dùng rác thì không, cũng để cho lòi ra. Thế quý vị nghĩ cái đó là do bàn tay vô hình của chư thần làm hay là từ ngẫu nhiên vậy? Các vị làm không? Kiệt lên đây Kiệt biết được, Kiệt sống 2 thế giới, nửa thần tiên nửa là loài người. Thì hôm nay nói tiếng người chứ thần tiên sao ra được tiếng người à, mà nói cho họ hiểu mà nhiều lúc vẫn chưa hiểu. Còn nước Việt cách đây không bao lâu mình có nói là sẽ có nội loạn, mới lên 3 tuần từ Houston về bận rộn, cộng lại lũ lụt Cali bận ở trên núi bị đất chùi lo chữa núi không, với trời lạnh 40 độ đây. 40 độ là nhiêu của C ta, 40 độ ở 76 độ C hả? Lạnh rồi cái lo sửa núi mấy tuần không có lên đây ngồi, cái 2 tuần thôi mà 3 cột trụ ở Việt Nam bị đốn hãy vô lò. Đó là bác Vũ Đức Đam, rồi bác Nguyễn Bình Minh, rồi bữa nay sắp tới bác chủ tịch nước Phúc nữa. Chưa có một cái nước nào bằng nổ ta, toàn là những nhân tài bị đốt củi không à. Nhưng mà trước khi nước Việt sẽ thay đổi vào cái thời Thượng Vân Thánh Đức gọi là thời Thái Bình đó, thì nó sẽ có những hiện tượng lạ như vậy đó. Chưa bao giờ trên thế giới này không có nước nào lạ bằng nước mình hết á. Nếu hiện tượng đó là vì khí âm nó cực kỳ quá mạnh. Lúc mà ở cái núi Bà Đen nó có cái dĩa 3 vòng tròn bằng mây á, Lệ Thụ đã biết rồi, Kiệt đã biết rồi là nó sẽ có nhiều chuyện thay đổi lớn. Và cái sau đó cái nó tan, cái vòng tròn, cái đĩa bay, cái nó hiện lên hình con ông phượng vàng, phượng vàng đen cái này phải không, rồi cũng tà không à, là khí âm nặng. Thì hôm nay nó sẽ còn tiếp tục về dài. Theo cơ vận á đi hàng nghìn năm không có sai, nhưng mà con người của mình á là 80% là mình nó theo cơ vận, 20% là do những người có lực cao thánh. Mỗi lần thánh mà giảm cái sự chết thì phải đổi qua cái thời gian. Thì lâu nay cũng khấn nhiều rồi, cho nên cái thời gian nó kéo dài dài và giờ tóc bạc là cũng do thích đốt nhang thánh, chứ không có là thôi hồi 40 mấy tuổi là xong rồi. Giờ lành năm nay kệ sao đâu, tự nhiên mất màn hình rồi. Ông lượn bấm lại muốn bấm dùng cái đó mình bấm cái này cũng được. Nó quên cái kỳ này bắt trọng đi không nổi mà lại thêm một cái ghế nữa ha. Người ta già ta không nổi, người ta nằm ở bãi biển người ta diễn sức. Bây giờ chức tổng bí thư rồi thêm giờ chức chủ tịch nước nữa, 2 chức luôn, quá trời luôn. Bởi người ta nói đưa mấy người khác lên, ông này ông nọ, không phải. Cơ bản bây giờ ông Trọng nắm một cái, một cho gọn. Phải nghe lời Tàu, phải nói tiếng Tàu. Phe nào theo Mỹ là bị đốt tuổi hết, thấy thua không? Nhưng mà thật sự mới thua hả? Thua là thắng, thắng là thua. Thời đại này nó như vậy. Cái quý vị thấy hồi 2 năm trước mình đi so từ thứ nha, so từ lớn cho tới nhỏ. Cả cái vụ mà 06 ngày 1 tây vô cái Quốc hội Mỹ, thật sự ngày đó là ở trên mình đã biết rồi, là do cái đám hổ tả đó nó cố tình nó gài nó đặt lên vậy, đúng không? Rồi nó dán vô cái nhãn cho cái tội ông Trump, đúng không? Thì bây giờ cái đó cũng đang lòi ra, trên đài nói nè. Rồi ở vụ ông cấp lá phiếu, rồi vụ laptop ông Biden đó thì không có sức khỏe làm tổng thống Mỹ, không có sức khỏe phải có đi check up, phải đầy đủ sức khỏe làm tổng thống. Bây giờ chỉ cần lòi cái tờ đó ra, ổng không có đủ sức khỏe là ổng đâu có tới 2 năm. Cho nên việc nói với chúng 2 năm trước thì nói ông nội này không đi nửa đường nữa gãy gánh nữa. Thì thắng, thì lúc đó là ổng đang thắng. Nhưng bây giờ từ từ là thua. Thì cái trái đất của mình vậy, từ âm nó chuyển qua dương, từ cực kỳ bi đát, u sầu, buồn tẻ, thê thảm, đói rách, bệnh tật, thì nó sẽ từ từ chuyển lại thành trong lành, thanh bình, hạnh phúc, vui vẻ và tươi trẻ. Đại tử là tươi trẻ quá trẻ. Thì từ thắng, từ thua thì là thắng. Thì ngược lại thời đó thì cũng có nói là ông Trump sẽ có thế lực mạnh sẽ quay lại. Thì bây giờ cũng y chang, bây giờ ổng ra ứng cử năm 2004 rồi, giống như hạ viện bữa hở 10 mấy lần ông Kevin McCarthy là thấy thua phải không, cuối cùng cũng thắng. Bây giờ thắng là hốt đầu thôi, xong luôn, hạch tội. Bởi vì đảng Cộng Hòa là đại diện cho bên chánh nghĩa của làm việc cho cha. Cái đảng mà kia cũng có là một số làm việc cho cha, nhưng mà thổ tả trong đó nhiều. Tại vì nước Mỹ người ta tự do, nó muốn thành nước Mỹ làm cộng sản. Mình sợ cộng sản 75 mình chạy qua đây muốn sụt quần á. Ở đây á, nó muốn con mình làm cộng sản, không biết lúc đó mình chạy đâu ta, chạy qua mặt trăng không chừng á. Nó đi ngược giữa chính và tà, ma và quỷ, nó nằm ở trong cái tâm của con người. Trong gia đình của mình anh em cũng có chánh và tà, trong một cái đảng phái, cùng một đảng, cùng một tổ chức, cùng ngồi chung một cái văn phòng làm việc, nhưng cũng có chánh và tà. Chánh và tà chỉ có lựa nhau bằng cái tâm, chứ không có phân biệt nhau bằng ở ngoài cái hình thức được. Đến khi có chuyện của mình mới biết. Giờ quý vị thấy miệng nha, người thân nhất, người bạn bè nhất của mình á, khi mình có chuyện á, thử mình mượn thử 100 coi nó cho không, có thể cho phải không, lên tới 1000 ta cho không, phải suy nghĩ nha, lên tới 2000 nha, 3000 nha. Cái đó mà khi có nạn mình mới biết ai là thuộc về là thật sự. Rồi phần của ông Trump, phần đảng thổ tả của dân chủ, từ thắng sẽ từ từ thua. so với nước Nga một người rất là cực kỳ thông minh như Putin mà lại thua một người thầy ông Zelensky, nó cũng giống như hát xịt thôi đúng không? Ông đâu có làm KGB CIA gì đâu mà sao đấu được với một người ngầu như là ông Putin được. Nhưng mà và đồng thời một cái nước Nga khổng lồ, vũ khí bán khắp thế giới, một cái nước nhỏ xíu nhược tiểu Ukraine giống như nhóc vậy, ăn kiến vậy đó, đạp rồi cũng chết. Nhưng mà cuối cùng rồi á, Nga sẽ không bao giờ thắng và sẽ thân bại danh liệt, và nước Nga sẽ đi vào quá khứ. Đó là gì? Cơ vận, cũng là cơ vận hàng nghìn năm. Năm 1985 81-85 đó là ở trên á là đã cho cái chế độ vô thần của các mác đi vào quá khứ, để mà từ từ cho tới thời đại của chúng ta là mấy chục năm sau á mới thanh lọc lại. Nhưng mà không phải mà thay đổi liền một lúc mà được, thì phải để là 4 cây dù, thì trong đó có Việt Nam, Bắc Hàn, Trung Cộng lãnh đạo. Việt Nam, Bắc Hàn, Trung Cộng rồi Cuba phải không? Miền Lào thì thôi, nó của Việt Nam sau này thì mình định nói tới Hàn Nhí này, nó cũng thành nước Việt luôn à sau này. Thì hôm nay 4 cái dù này, 4 tại vì nó ở cái thế mà lưỡng cực âm và dương á, nó phải cân với nhau. Hôm nay đến cái thời Thái Bình á, không có cần 4 cái dù nữa, bốn cái này nữa, cũng như vàng giá vậy đó. Khi mình làm đổ xi măng xong rồi mình lấy vàng giá ra. Cho nên khi bắt đầu năm 2017-18 á, việc báo động lên cho mọi người biết là cơ vận bắt đầu xoay chuyển á. Và tới ngày hôm nay là 3 năm sau là xoay chuyển mạnh á. Rồi đưa hết tất cả những cái ác, những cái vô thần đi vào ngõ cụt. Tất cả những cái độc tài, những cái bất thiện. Đó, hiện bây giờ là lựa ra hai bên, đậu đen, đậu trắng. Thì Việt Nam giờ cũng lựa ra đậu đen, đậu trắng, tránh nhà tà lựa ra. Ai mà theo tà thì sẽ mãi mãi đi vào cái lịch sử mà lịch sử xấu. Mình người Việt mình nói chuyện Việt nhiều đi, chuyện Mỹ thì chút mình rảnh mình đã qua bên đây. Cho nên những cái người hôm nay mà bị đốt củi á, thì họ thấy thua, nhưng mà họ không phải thua. Người thắng sẽ là thành thua. Cuối cùng nước Nga sẽ thua Ukraine, sẽ cầu hòa. Hôm nay bắt đầu là có cầu hòa rồi đó, tự hơi một chút xíu tự ái. Rồi mình nhìn đi, đó là cơ vận. Rồi mình nhìn sang Trung Cộng. Cách đây 5-7 năm rất là giàu có, mạnh, cường quốc, đứng nhất thế giới, nhì thế giới. Hôm nay thì sao? Hôm nay bao nhiêu thiên tai, hết lũ lụt, rồi tới hạn hán, rồi tới bệnh tật, rồi sắp sửa nữa, sắp sửa chiến tranh nữa. Cái đó là do một chữ duy nhất, đó là lòng tham. Bởi vì cha mẹ mình á, dạy xuống trần á, để học hỏi rồi đi về. Tham để làm gì? Ngày hai buổi cơm cháo rau vậy đó mà thanh đạm á, mà là tâm hồn trong sạch nhẹ nhàng. Họ đâu có bao giờ họ buông đâu, họ không bao giờ biết đủ. Cả những người ở Việt Nam khi mà họ ở cái ăn trên rồi sân trước sân sau á, thuận lợi quá, họ quên cái ngày sẽ gặp quả bắn. Cả chuyển tiền qua Mỹ cho con cháu của họ qua đây mua bao nhiêu nhà cửa địa ốc, rồi đất đai làm cơ sở. Cả chỗ mình ngồi ở đây nè cũng là của ông Sản, của ông Nguyễn Công Khế. Vụ Việt Á là của ông Nguyễn Công Khế tạo ra. Chỗ mình đang ngồi nè của bển không á. Thế sau này đừng có tưởng mà hưởng được, khó mà hưởng á. Luật nhân quả mà, tại vì họ không có hiểu thôi. Bây giờ mình lấy bao nhiêu đời tổng thống của Phi hay là những cái người ăn hối lộ chuyển tiền đi nước ngoài, Không cần biết mày bây giờ quốc tịch Mỹ hay nó lôi lại một chút xíu thôi, nó tính tiền lời còn chết nữa. Nó có quyền đóng bằng lãng hết á. Bây giờ mình nhìn lên, khi nước Việt Nam mà thay đổi một có chuyện gì, bao nhiêu chuyện ở đây á là có quyền đóng băng lại hết. Như kiểu Nga vậy á, Mỹ nó đóng băng 600-700 tỷ để mà nó bồi thường cho Ukraine. Toàn là vô thường, mà những người thông minh, những cái tâm ác á, họ không bao giờ họ nghĩ cái đó là vô thường. Họ nghĩ họ thắng được một cuộc kéo tay này là họ hí hửng, họ ngồi uống rượu chát họ mừng. Rồi sau khi mà hết ly rượu chát rồi đã bắt đầu lo chuyện kế tiếp, không biết ai trả thù tôi, mà ngày nào cũng đem một đống nghiệp chất vô nhà như cái núi, đống nghiệp chất. Địa ngục thì đang mở cổng thênh thang chờ những người ác đó, mà hôm nay địa ngục lại đóng cửa khổ, biết đi đâu. Một là tiêu xác tiêu hồn, hai là vô cái sở thú khổng lồ đầu thai làm thú, ăn tươi nuốt sống bên đó. Lãnh đạo thì cắn mấy anh thầy, ở tại mấy anh thầy lúc đó ảo vàng vàng, mấy anh thầy cũng còn hiền đó, nhưng mà cũng còn gá với tiền á, thì là cho đầu thai thành nay đi cũng màu vàng phải không. Còn mấy ông lãnh đạo thì đầu thai thành sư tử, cũng mấy con ngang cũng bò vàng thì cũng màu vàng, rồi sư tử cắn nai cắn tiếp bên đó. Nó có, đừng có tưởng mình nói không có. Luật nhân quả mà làm sao tránh khỏi, mình phải biết là có luật nhân quả. Không có luật nhân quả hôm nay cái trái đất mình không có đến hỏi mà đi vào cái thời buồn như hôm nay. Nãy có nói rồi, lúc này là lúc buồn nhất, mà mình có duyên ngồi đây được vài 30 người ở đây là cũng có phước. Rồi có cái đài của Thiên Định, cái đài này tuy là không có tiền bạc hay là cũng không có được huấn luyện IT hay là màn ảnh rồi, cũng có hơi lòng soạn, nhưng mà tiếng nói từ thiên đường đi xuống, chứ không có phải như đài CNN hay là đài Trần Nhật Phong mà nó có mấy người kỹ thuật gia độ này có ngăn rồi làm quen có bữa chặt bữa trúng. Biết nãy giờ vô livestream tới đâu rồi đó. Ở sao con bấm có màn này, con bấm lại hình dưới khán giả thôi. Con cứ đừng đụng tới cái này, mình chỉ lo cái này thôi. Con lấy cái điện thoại của con đó, con coi nào, con bấm ngược lại nè. Tôi đang coi cái này là bằng cái YouTube của mình luôn á. Chứ còn cái này thì mình cứ để cái background gì thôi. Còn hiện giờ là đúng rồi đó, hiện giờ đang đổi về hướng này. Lâu đổi tới đỡ lui cho nó vui, nhìn mặt hoài người ta cũng chán chứ hổ.